Tình hình tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã từng bước được kiềm chế, tuy nhiên, còn tiềm ẩn rất nhiều những diễn biến phức tạp. Đối tượng liên quan đến ma túy, đặc biệt là tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng có xu hướng trẻ hóa, đa số ở lứa tuổi thanh thiếu niên và có cả học sinh, sinh viên. Phương thức thủ đoạn thực hiện hành vi của loại tội phạm này ngày càng đa dạng, tinh vi, gây không ít những khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra xử lý. Đây là quán karaoke Galaxy trên địa bàn xã Minh Châu huyện Yên Mỹ. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, quán karaoke này đã bị lực lượng công an kiểm tra và phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy. Gần đây nhất ngày 13 tháng 6, khi kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện 14 trên 18 đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân dương tính với ma túy. Trước đó ngày 7 tháng 6 cũng tại quán này, lực lượng chức năng kiểm tra 3 phòng hát phát hiện 29 đối tượng, trong đó có 15 nam và 14 nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,142 gram ketamin và 0,388 gram ma túy dạng kẹo. Điều đang nói, các đối tượng dương tính với ma túy có tuổi đời còn rất trẻ, đa số là không có nghề nghiệp ổn định. Với sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp công tác nghiệp vụ, sự phối hợp vào cuộc của các cấp ngành, nhân dân từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ xử lý 221 vụ, 337 đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu 854,05 gam heroin, 614,4 gam ma túy tổng hợp, 691 gam cần sa và nhiều vật chứng liên quan. Cùng với đó, lực lượng công an mở nhiều đợt cao điểm tuấn công trấn áp tội phạm, chủ động xác minh đường dây vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về địa bàn tiêu thụ tụ điểm mua bán trái phép ma túy. Trên cơ sở đó, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, tổ đội, cán bộ chiến sĩ theo dõi, xây dựng kế hoạch tập trung đấu tranh triệt phá, công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện được quan tâm chú trọng. Xem đây là biện pháp quan trọng từng bước kiềm chế sự gia tăng của tội phạm tệ nạn ma túy. Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Đối tượng lợi dụng nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, taxi để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp gây khó khăn cho công tác phòng ngừa đấu tranh để kiềm chế kiểm soát tình hình tội phạm tệ nạn ma túy thời gian tới công an các cấp trong tỉnh cần chủ động nắm tình hình triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ mà nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm nhất là những địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tăng cường phối hợp tuyên truyền cùng với đó tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa tụ điểm phức tạp hoặc tụ điểm mới hình thành kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma túy hoạt động gây bức xúc trong nhân dân